Thảo Vy xin kính chào quý vị khán giả đang đến với bản tin Thế giới 24 giờ cập nhật ngày 12 tháng 3 năm 2024. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung nổi bật ngay sau đây. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Mở đầu bản tin hôm nay là một chiến công của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo đó, quân đội Ukraine đã tiêu diệt hệ thống EW Palantin của Nga tại khu vực Zabreza, theo thông báo từ cơ quan báo chí của lực lượng tác chiến đặc biệt trong lực lượng vũ trang Ukraine. Trong quá trình trinh sát, các đội trung đoàn thứ ba thuộc lực lượng tác chiến đặc biệt đã phát hiện hệ thống EW Palantin của Nga. Theo SOF, quân xâm lược Nga đã sử dụng hệ thống này để thực hiện trinh sát điện tử và can thiệp vào hệ thống liên lạc của Ukraine trong khu vực đó. Binh sĩ Ukraine đã truyền tọa độ và hướng dẫn hệ thống hỏa tiễn HIMARS đến mục tiêu, thành công tiêu diệt Palantin. Cuộc tấn công đầu tiên đã gây hư hại trạm tác chiến điện tử, giúp hai binh sĩ Nga thoát khỏi nhưng hỏa tiễn tiếp theo đã xóa sổ hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Palantin là một hệ thống hiện đại và hiếm của Nga, chỉ bị đánh bại vài lần trong cuộc xâm lược toàn diện của Nga. Đây dự kiến sẽ là lần thứ ba, theo báo cáo phân tích của Oryx. Trong một sự kiện trước đó vào tháng 2 năm 2023, đơn vị trinh sát không quân và pháo binh của Lữ đoàn Tấn công miền núi số 128 đã phá hủy hệ thống tác chiến điện tử Palantin-K của Nga ở Zaporizhia bằng hỏa lực chính xác. Palantin là một sản phẩm mới nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Nga ra mắt vào năm 2019 và được Soviet Dai phát triển. Gắn trên xe tải Canvas, Palantin K thiết kế để ngăn chặn hệ thống liên lạc vô tuyến và thực hiện trinh sát điện tử, có khả năng gây nhiễu hệ thống điện tử của đối phương ở dải sóng ngắn. Nhà sản xuất khẳng định, Palantin có khả năng tạo ra nhiều loại chứa ngại vật khác nhau cho hệ thống định vị và làm mất khả năng liên lạc di động và đường trục của đối thủ. Hệ thống này có khả năng thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vô hiệu hóa radar phòng không hoặc hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Palantin rất linh hoạt và có thể tích hợp các thiết bị tình báo điện tử và vô tuyến điện tử khác như Moscow và Zitel. Khả năng này giúp nâng cao hiệu suất của tất cả các phương tiện liên quan đến hệ thống. Hệ thống Palantin cũng được thiết kế để chống lại UAV của đối phương với phạm vi hiệu quả lên đến 20 km, theo thông tin từ nhà sản xuất. Tiếp theo là một tổn thất to lớn của lực lượng Nga ở khu vực Kazan. Theo đó, máy bay của Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công đối đầu với tàu chở dầu Mechanic Pogodin, một chiến hạm thuộc quân đội Nga đang xâm lược. Thông tin này được Trung tướng Mykola Omitschuk, tư lệnh không quân Ukraine, chính thức thông báo. Theo lời của Oleschuk, cuộc không kích nhằm vào một trung tâm chỉ huy của Nga đặt trên tàu chở dầu đang mắc kẹt. Hình ảnh từ máy bay không người lái trinh sát của Ukraine cho thấy khoảnh khắc con tàu Nga bị tấn công. Dựa trên việc sử dụng máy bay, độ chính xác của cuộc tấn công và sức mạnh tàn phá của vụ nổ mạnh mẽ, có thể giả định rằng JDAM của Hoa Kỳ hoặc AASM của Pháp đã thực hiện cuộc tấn công đầy ấn tượng. Mechanic Bogodin nằm tại vị trí tảng ngạn ở vùng Kazan, cách làng Vinohradne, Quận Skadoska 2,5 km. Sự hủy hoại nghiêm trọng của con tàu chở dầu thu hút sự chú ý không chỉ vì vai trò quan trọng trong bối cảnh hiện tại, mà còn vì lịch sử xung đột kéo dài từ năm 2018, khi tàu Nga bị chặn tại cảng Kherson bởi cơ quan thực thi pháp luật Ukraine. Theo Boris Badin, đại diện tường trực của Tổng thống Ukraine tại Crimea, Mezhanit Bogodin đã nằm trong danh sách trừng phạt của NSDC và bị cơ quan an ninh Ukraine phát hiện và ghi lại. Sau khi người Nga chiếm đóng Kherson vào năm 2022, nỗ lực rút tàu chở dầu bị trừng phạt đã thất bại khi nó mắc kẹt. Vị trí hiện tại của con tàu ở làng Vinohradne sau khi mất quyền kiểm soát vùng Kherson, nó rơi vào vùng xám giữa lực lượng vũ trang Ukraine và lực lượng xâm lược Nga. Có khả năng lớn rằng con tàu đã trở thành cơ sở cứng của đơn vị Nga bên bờ trái vùng Kherson, sử dụng cho triển khai thiết bị giám sát và tình báo điện tử. Một tuần trước, không quân Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công đối với các vị trí của Nga ở vùng Kherson, sử dụng bom dẫn đường AASM-250 Hammer sản xuất bởi Pháp. Tiếp theo là cập nhật những diễn biến mới nhất trên tiền tuyến. Mới đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Nga đã ngừng tiến quân ở mặt trận miền Đông và tình hình tiền tuyến của Ukraine đang tốt nhất trong vòng 3 tháng. Chúng tôi đã hành động rất hiệu quả nhằm đối phó công quân Nga và ổn định tình hình ở miền Đông. Đà tiến quân của đối phương ở miền Đông đã bị chặn đứng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn được công bố ngày 11 tháng 3. Ông nói rằng quân đội Ukraine đã cải thiện vị thế chiến lược trên chiến trường, bất chấp tình trạng khan hiếm vũ khí, nhưng thừa nhận cục diện có thể thay đổi nếu nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây không được duy trì. Tình hình hiện nay tốt hơn nhiều so với những gì diễn ra suốt 3 tháng qua, nhưng Ukraine vẫn gặp khó khăn vì thiếu đạn pháo, phải đối mặt với vũ khí tầm xa và máy bay không người lái của Nga. Vũ khí của đối phương có tầm bắn lớn hơn khoảng 20 km so với chúng tôi, ông cho hay. Tổng thống Zelensky cho biết quân đội Ukraine đang xây dựng 3 tuyến phòng thủ dọc tiền tuyến dài 1.000 km, nhấn mạnh đây là nhiệm vụ phức tạp. Phòng tuyến không gói gọn trong vài km mà trải dài hơn 1.000 km, Mạng lưới hầm hào công sự phải đủ vững chắc và chống chịu được thay đổi thời tiết, cũng như các loại khí tài được đối phương huy động, ông cho hay. Phát biểu được đưa ra sau khi quan chức quân đội Ukraine tuyên bố binh sĩ nước này đã cải thiện vị trí trên chiến trường và lực lượng Nga đã ngừng tiến quân ở mặt trận Ajivka. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin. Nga kiểm soát hoàn toàn thành trì Ajivka ở tỉnh Donetsk từ giữa tháng 2 và tiếp tục tiến công các khu vực lân cận ở phía Tây. Ukraine tuyên bố đã xây dựng trận địa phòng thủ chắc chắn tại phòng tuyến ở ngoại ô phía tây Ajivka sau khi rút khỏi thành phố. Tuy nhiên, lực lượng Nga kiểm soát thêm 3 làng ở tây Ajivka chỉ trong một tuần và tiến công nhiều ngôi làng khác. Tên báo quân đội Anh nhận định, Nga đã tiến thêm được khoảng 6 km về phía tây trong hai tuần. Quãng đường này không dài song đà tiến của Nga nhanh bất thường so với các đợt tấn công trước đó. Một số quan chức Mỹ cũng bày tỏ lo ngại Ukraine đã không kịp củng cố phòng tuyến, khiến nước này sẽ phải trả giá khi các đơn vị Nga từ Ajivka tiếp tục duy trì đà tiến công về phía Tây. Bất chấp những tổn thất đáng kinh ngạc trong cuộc chiến kéo dài 2 năm ở Ukraine, Nga vẫn có nhiều xe tăng pháo binh và nhiều quân hơn Ukraine. Nhưng thứ mà Nga không có nhiều hơn là máy bay không người lái, Forbes đưa tin một số lượng lớn các cuộc tấn công được thực hiện bởi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV chứa đầy chất nổ cho thấy Ukraine dường như áp đảo hơn Nga trong việc sử dụng loại vũ khí uy lực này để tấn công trên diễn trường. Kể từ tháng 8, quân đội Ukraine ở mặt trận miền Đông ước tính đã ném vào quân Nga ít nhất 8.273 chiếc FPV chứa đầy chất nổ. Người Nga đã đáp trả lại với 6.059 chiếc FPV. Có thể còn rất nhiều cuộc tấn công khác của FPV không được báo cáo nhưng trong mọi trường hợp, rõ ràng Ukraine đang sử dụng FPV nhiều hơn để chống lại quân đội Nga đông người hơn. Điều này giúp giải thích vì sao quân đội Ukraine có thể ngăn chặn đà tiến công của Nga ở phía tây Ajivka sau khi pháo đài này thất thủ vào giữa tháng trước. Sau khi rút khỏi Ajivka, quân đội Ukraine đã thiết lập hàng rào phòng thủ ở phía tây dọc theo ba làng Berichy, Olivka và Tonenke. Trên địa hình thuận lợi hơn, các lửa đoàn 47, 3 và 53 quay lại đánh trả quân Nga bằng xe tăng, pháo binh và súng cối, nhưng quan trọng nhất là bằng rất nhiều máy bay không người lái. Một blogger quân sự người Nga thừa nhận, số lượng UAV mà lực lượng vũ trang Ukraine có trong khu vực Ajivka vượt xa so với Nga. Blogger trên ước tính rằng các lữ đoàn Ukraine ở phía tây Ajivka đang phóng số lượng UAV nhiều tương đương số lực quân giả chiến của Nga trong khu vực Tập đoàn Quân Vũ Trang Tổng hợp số 2 và 41. Điều đó có thể có nghĩa là người Ukraine đang dự trữ hàng ngàn máy bay cung người lái FPV trên mặt trận này và đạt được lợi thế lâu dài về FPV so với người Nga, đồng thời giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu đạn pháo quân đội Ukraine được cho là đã nhanh chóng để mạnh sản xuất FPV vào năm ngoái. Ngày nay, họ thu được ít nhất 50.000 chiếc FPV mỗi tháng, với chi phí chỉ vài trăm đô la cho mỗi chiếc. Mục tiêu của Kyiv là triển khai 1 triệu FPV trong năm nay. Nga cũng đã tăng cường sản xuất FPV, nhưng một phóng viên quân sự Nga chỉ ra rằng nhiều máy bay không người lái được chính phủ và do các nhà thầu quân sự chế tạo có chất lượng kém, dễ bị Ukraine gây nhiễu sóng vô tuyến và có xu hướng lật ngược khi tiếp cận. Điều đó có nghĩa là quân đội Ukraine vẫn sẽ giữ được lợi thế về hỏa lực rất lớn dù quân đội Nga chế tạo được nhiều FPV hơn, nhưng phần lớn chúng lại không thể hoạt động. Chuyển sang một diễn biến khác, các nghị sĩ Nga đã đệ trình quốc hội một dự luật cho phép viết lại lịch sử, vô hiệu hóa quyết định trao tặng bán đảo Crimea cho Ukraine từ thời Liên Xô. Tass đưa tin, nghị sĩ Konstantin Zatulin và Sergei Tsekov đã trình lên Hạ viện Duma Quốc gia Nga một dự luật nhằm vô hiệu hóa quyết định năm 1954 của chính quyền Liên Xô về việc trao bán đảo Crimea cho Ukraine. Dự luật mô tả, việc chuyển giao năm 1954 là tùy tiện và bất hợp pháp vì không có cuộc trưng cầu dân ý nào được tổ chức và chính quyền Liên Xô không có quyền chuyển nhượng lãnh thổ từ nước Cộng hòa cấu thành này sang nước Cộng hòa cấu thành khác mà không có sự đồng ý. Theo đó, điều một của dự luật sẽ vô hiệu hóa quyết định đó với lý do quyết định đã vi phạm hiến pháp, vi phạm quy tắc và luật pháp quốc tế. Ngoài ra, Liên bang Nga với tư cách là bên kế thừa hợp pháp của Liên Xô và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Liên bang Nga coi quyết định chuyển giao Crimea mà không tính đến ý kiến của người dân Nga là một tội ác chính trị, một nỗ lực khắc phục hậu quả của hành động tùy tiện. Hiện chưa rõ khi nào Quốc hội Nga bắt đầu tranh luận về dự luật theo Reuters, động thái của các nghị sĩ Nga nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Nga để lập luận Crimea chưa bao giờ là một phần lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhiều lần chỉ trích quyết định bàn giao Crimea năm 1954 dưới thời lãnh đạo Liên Xô lúc bấy giờ là ông Nikita Khrushchev vi phạm các chuẩn mực pháp lý hiện hành vào thời điểm đó. Sau một thời gian thuộc đế quốc Ottoman, Crimea trở thành lãnh thổ của Nga vào năm 1783 dưới thời của nữ hoàng Catherine Đệ Nhị. Tuy nhiên, tới ngày 19 tháng 2 năm 1954, khi bán đảo này trở thành món quà mà Tổng bí thư Liên Xô Nikita Khrushchev dành tặng nước Cộng hòa Xô Viết Ukraine. Đây là món quà nhằm kỷ niệm 300 năm ngày Ukraine ký hiệp ước Pereyaslav thống nhất với chế độ Nga Hoàng. Vấn đề này được quyết định tại cuộc họp của đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô trong vòng 15 phút. Hầu hết mọi người đều đồng ý. Hiến pháp yêu cầu tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý, song cuộc trưng cầu đó không được thực hiện. Crimea nằm trên một phần lục địa phía nam của Ukraine giữa Biển Đen và Biển Azov, ngăn cách với đất liền của Nga ở phía đồng bằng eo biển hẹp Kurd. Do ảnh hưởng từ lịch sử, nên phần lớn cư dân đang sinh sống ở Crimea là người Nga, sử dụng tiếng Nga làm ngôn ngữ chính. Crimea có diện tích 26.200 km vuông và dân số khoảng 2 triệu người, là điểm du lịch nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng bên bờ biển, các vách đá ven biển và các nhà máy sản xuất rượu vang cùng những cánh đồng lúa mì, những vườn cây đầy lê và anh đào. Đặc biệt, thành phố cảng Sevastopol thuộc Crimea là nơi đồng trú hạm đội biển đen của Nga từ nhiều năm qua và được coi là một căn cứ quân sự giữ vai trò chiến lược quan trọng với Moscow. Bên cạnh vai trò giúp hải quân nước này bảo đảm tầm ảnh hưởng trong khu vực, Sevastopol cũng là cánh cửa duy nhất mở ra địa trung hải cho các tàu chiến của Nga. Năm 2010, Nga và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận gia hạn quyền hiện diện của hạm đội Nga ở Crimea cho đến năm 2042. Với vị trí thuận lợi ở Biển Đen, Crimea trở thành điểm nhấn chiến lược trong kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của Nga vào thời đó. Đến năm 2014, Nga tuyên bố sắp nhập bán đảo Crimea sau cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi mà Ukraine và phương Tây không công nhận. Crimea là một trong những điểm nóng trong cuộc chiến kéo dài hơn hai năm qua giữa Nga và Ukraine. Ukraine liên tục tập kích các mục tiêu của Nga trên bán đảo này. Kiev tuyên bố giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, trong đó có Crimea. tạm rời xa chiến trường Đông Âu để đến với những diễn biến nóng bỏng ở mặt trận Trung Đông thưa quý vị theo đó nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon cho biết đã thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một tiền đồn phòng không của Israel ở cao nguyên Golan hãng Reuters dẫn tin từ Hezbollah cho hay nhóm này đã triển khai 4 UAV trong vụ tấn công diễn ra hôm qua 11 tháng 3 nhằm hỗ trợ lực lượng Hamas tại giải Gaza các UAV đã tấn công chính xác mục tiêu Israel Cao nguyên Golan rộng 1.800 km vuông bị Israel chiếm đóng kể từ cuộc chiến năm 1967. Đây là vùng lãnh thổ mang ý nghĩa chiến lược về mặt quân sự và tài nguyên đối với cả Syria và Israel. Nhóm Hezbollah và quân đội Israel đã đấu hỏa lực dọc biên giới phía nam Liban kể từ tháng 10 2023, khi Hezbollah nã rocket vào Israel để hỗ trợ đồng minh Hamas trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Các cuộc tấn công của Israel hầu hết chỉ giới hạn ở khu vực biên giới phía nam của Lebanon, nhưng vài tuần gần đây đã mở rộng sang phía bắc Lebanon. Tháng trước, Hezbollah nã rocket vào các mục tiêu Israel tương tự ở Cao nguyên Golan. Kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, Hezbollah đã vài lần sử dụng hỏa tiễn đất đối không để nhắm vào máy bay Israel và phóng UAV giám sát vào khu vực phía bắc nước này. Quân đội Israel cho biết hai mục tiêu trên không thù địch đi từ Liban vào lãnh thổ Israel ở khu vực phía bắc Golan đã rơi xuống khu đất trống. Tel viết nói thêm, các máy bay chiến đấu của nước này đã tấn công một địa điểm quân sự của Hezbollah ở khu vực biên giới Jibban và một tiền đồn khác của nhóm quân này ở Tây Bè. Chuyển sang những diễn biến đáng chú ý khác, thưa quý vị. Tin báo Nga cáo buộc chính quyền Mỹ can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra. Cơ quan tình báo đối ngoại Nga SVR ngày 11 tháng 3 cáo buộc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống sắp tới của Nga. SVR cáo buộc Mỹ đang sử dụng các tổ chức phi chính phủ NGO để cố gắng tác động đến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu. Theo cơ quan này, Mỹ bị tình nghi đang tìm cách làm suy yếu kết quả của cuộc bầu cử bằng cách ngăn cản cử tri đi bỏ phiếu. Tuyên bố của SVR viết theo thông tin mà cơ quan tình báo đối ngoại Liên bang Nga nhận được, chính quyền Mỹ đang đặt ra nhiệm vụ cho các tổ chức phi chính phủ của Mỹ là giảm lượng cử tri để bỏ phiếu. Các lời kêu gọi đang được lan truyền thông qua các nguồn Internet đối lập nhằm kêu gọi công dân Nga phất lờ cuộc bầu cử. Kế hoạch này đơn giản theo cách của người Mỹ. Theo tính toán của Washington, việc giảm tỷ lệ cử tri đi bầu khiến phương Tây có lý do để đặt câu hỏi về kết quả bầu cử, thông báo viết. Ngoài ra, SVA cáo buộc Mỹ có kế hoạch sử dụng các phương tiện mạng để nhắm mục tiêu vào hoạt động bỏ phiếu trực tuyến. Với sự tham gia của các chuyên gia công nghệ thông tin hàng đầu của Mỹ, Washington có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa, ngăn nỗ lực kiểm phiếu của cử tri Nga, SVA cho biết. SVA chưa đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc, Mỹ chưa bình luận về thông tin này. Bầu cử Nga dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 3, các khảo sát trước thềm bầu cử cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nhận được tỷ lệ ủng hộ lớn từ người dân và có nhiều khả năng sẽ tái đắc cử. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn The Second Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.